khi ta nhận từ hạt chuối, ta không chỉ đặt những lời kinh đơn giản mà còn hòa mình vào những mầu nhiệm thánh thiêng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Từng lời kinh là tiếng nói của niềm tin, của sự phó thác. Từ những giây phút chúng ta được gần gũi với Chúa hơn, được chiêm ngắm và suy ngẫm với tình yêu cứu độ của Ngài. Qua từng mầu nhiệm vui, thương, mừng, sáng, chúng ta dần hiểu hơn về hành trình cứu độ của Chúa Giêsu. Từ giây phút người nhập thể, cuộc sống, sự khổ nạn cho đến sự phục sinh vinh quang, những mầu nhiệm ấy nhắc nhở chúng ta rằng dù cuộc sống thế nào cũng luôn có Chúa đồng hành. Vâng, hãy để Chúa Mân Cô trở thành người bạn đồng hành mỗi ngày để giúp chúng ta một đời sống kiên trung theo gương mẹ Maria. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức tiết mục Chung Kiên Chờ Mẹ, sáng tác linh mục Nguyễn Duy với tiếng hát của anh Xuân Lộc, Xuân Lộc giáo khu Thăng Thiên giáo xứ Phú Pháp. Chúng ta cùng dành cho anh Xuân Lộc một tràng pháo tay. Bao thương đau.